quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và gia tăng số lượng người mắc, trong đó có nhiều trẻ em, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine an toàn cho trẻ là điều tối quan trọng. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra tuyên bố tạm thời về các vai trò của vaccine COVID-19 ở thanh thiếu niên và trẻ em, nhằm giảm thiểu sự gián đoạn giáo dục và duy trì sức khỏe của tổng thể cho lứa tuổi này. Tuyên bố tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới WHO xem xét vai trò của vaccine ở thanh thiếu niên và trẻ em bao gồm 5 điểm chính sau. 1. Gánh nặng COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn chung, tỷ lệ nhiễm trùng có triệu chứng và các trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên ít hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn. Các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 ở lứa tuổi này cũng ít hơn và nhẹ hơn so với người lớn. Tuy nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên có thể gặp các triệu chứng lâm sàng kéo dài, được gọi là COVID-19 kéo dài, tình trạng sau COVID-19 và một số yếu tố nguy cơ đối với COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm béo phì và các bệnh nền, bệnh tiểu đường loại 2, hen suyễn, bệnh tim và phổi và các bệnh về thần kinh, phát triển thần kinh, đặc biệt là hội chứng Đau và thần kinh cơ. 2. Trẻ em và thanh thiếu niên vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2. Kết quả nghiên cứu chung cho biết, cho dù trường học mở cửa hay đóng cửa, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em và người lớn là tương đương nhau. Vì vậy, có vẻ như trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh và có thể lây lan virus cho người khác. 3. Tác động của đại dịch đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Mặc dù có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng thấp hơn, nhưng trẻ em và thanh thiếu niên vẫn bị ảnh hưởng một cách tương xứng bởi các biện pháp kiểm soát COVID-19. Các tác động gián tiếp quan trọng nhất liên quan đến việc đóng cửa trường học đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ giáo dục và làm gia tăng các vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tâm thần ở trẻ như bị ngược đãi, bạo lực, tảo hôn, đe dọa trực tuyến. 4. Hiệu quả và tính an toàn của vaccine COVID-19 ở thanh thiếu niên và trẻ em. Trong thử nghiệm giai đoạn 2-3 cho cả vaccine mRNA, hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch tương tự hoặc cao hơn so với người lớn, cấu hình an toàn và phản ứng ở thanh thiếu niên tương tự như thanh niên. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có cho thấy rằng các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm chủng thường nhẹ và đáp ứng với điều trị bảo tồn và ít nghiêm trọng hơn so với viêm cơ tim cổ điển hoặc COVID-19. Hơn nữa, nguy cơ viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim do nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn nguy cơ sau khi tiêm chủng. 5. Cơ sở lý luận về tiêm chủng cho thanh thiếu niên và trẻ em. Tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội, giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn ở trường bằng cách giảm số ca nhiễm bệnh ở trường và số trẻ em phải nghỉ học vì các yêu cầu kiểm dịch. Bên cạnh đó, tiêm vaccine làm giảm lây truyền COVID-19 ở nhóm tuổi này có thể làm giảm lây truyền từ trẻ em và thanh thiếu niên sang người lớn tuổi, đồng thời có thể giúp giảm nhu cầu về các biện pháp giảm thiểu trong trường học. Như vậy, tình hình hiện nay cho thấy vẫn còn xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới ở trẻ em. Tại Việt Nam, chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em và tiêm nhắc lại cho thanh thiếu niên đang được tiến hành. Chúng tôi mong rằng tuyên bố này của WHO sẽ phần nào giúp quý vị có những thông tin khoa học và chính xác nhất về tiêm chủng vaccine cho con trẻ.